Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Vì vậy, để đảm bảo nguồn cung ứng sử dụng oxy y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Bộ Y tế, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh đã xây dựng các phương án cũng như phối hợp chặt chẽ với các đơn vị sản xuất cung ứng oxy y tế để triển khai thực hiện. Trước thời điểm chưa có dịch COVID-19, bình quân mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa thành phố Vinh tiếp nhận khoảng 400 bệnh nhân vào khám và gần 1.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Để chủ động nguồn oxy y tế điều trị cho bệnh nhân nặng, bệnh viện đã lắp một tẹp bồn oxy hóa lỏng 7 tấn và dự phòng thêm 40 bình oxy, mỗi bình 40 lít. Oxy là một trong những yếu tố rất quan trọng để đảm bảo cho từng bệnh nhân có vấn đề về đường hô hấp, bệnh lý khó thở và sung huyết phế phổi. Thì cái tỷ lệ mà các tai biến và những tử vong của trong COVID thì là do là cái vấn đề là quá tải của cái hệ thống bệnh viện và không cung cấp đủ cái nguồn oxy để cũng như là dâng cấp cứu cho bệnh những cái bệnh nhân nặng. Và chúng tôi xác định rõ được cái vai trò của vậy nên là làm rất tốt cái công tác chuẩn bị oxy để nhưng mà trong công tác phòng và chữa bệnh. Còn tại Bệnh viện Đa khoa Thái An, sau khi có công văn của Bộ Y tế gửi các cơ sở y tế yêu cầu chuẩn bị sẵn sàng phương án chủ động đầy đủ về đảm bảo nguồn cung ứng sử dụng oxy y tế cho công tác phòng chống dịch COVID-19, bệnh viện cũng đã rà soát và lên các phương án chuẩn bị. Nhưng hiện tại bây giờ bọn tôi là có dự trù chỉ mới là có 8 bình ở trung tâm và có rải rác khắp nơi là khoảng 4 bình nữa. Điều trị cho những bệnh nhân vào viện, ví dụ như bệnh nhân bị COPD, bệnh nhân khó thở đấy và mổ. Oxy y tế là một trong những yếu tố then chốt để điều trị hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng. Hiện nay, nguồn cung cấp oxy y tế cho các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các tỉnh Bắc miền Trung chủ yếu do Công ty Cổ phần Khí công nghiệp Nghệ An cung ứng. Để đảm bảo nguồn oxy y tế cho các bệnh viện, ngoài việc chiết xuất cung cấp hàng ngày, công ty còn dự phòng thêm 250 tấn oxy y tế tại các bồn chứa. Công ty chúng tôi đã lên các phương án, lên các kế hoạch, các kịch bản để cung cấp hàng hóa phòng và chống COVID-19. Chúng tôi cũng dự trữ một cái lượng hệ thống thiết bị vỏ bình oxy từ 40 lít, 10 lít, các hệ thống bồn oxy lỏng ở dạng 1 mét khối, những bình hệ thống thiết bị bình oxy chứa lỏng ở dạng bình HL45, hệ thống dàn hóa hơi hóa khí để đáp ứng được kịp thời khi những cái nhu cầu cấp bách cần thiết xảy ra. Trên cái địa bàn tỉnh thì chúng ta có các cái bệnh viện tuyến tỉnh cũng như một số các cái bệnh viện lớn ở tuyến huyện là chúng ta có hệ thống oxy trung tâm. Còn lại đối với các cái đơn vị cơ sở khám chữa bệnh nhỏ lẻ thì hiện nay cũng đang còn sử dụng các cái bình khí để chứa oxy và Sở Y tế cũng đã chỉ đạo các cái đơn vị với phương châm là 4 tại chỗ, chúng ta sẵn sàng tiếp nhận các bệnh nhân bị mắc phải COVID-19. Từ tình hình thực tế triển khai điều trị COVID-19 tại nhiều quốc gia trên thế giới, khi số ca nhiễm COVID-19 tăng cao, thì máy thở, oxy y tế càng cần thiết và trở nên khan hiếm. Vì thế mà việc xây dựng các phương án và chuẩn bị đầy đủ oxy y tế phục vụ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 khi dịch bùng phát của ngành y tế Nghệ An trong giai đoạn hiện nay là rất cần thiết.